Xin chào quý vị và các bạn, lại là một cái sản phẩm dán đề can siêu đẹp nữa mà hôm nay Đông Ben Mỹ Đình xin trân trọng giới thiệu đến các bạn. Đây là một cái sản phẩm của một cái thương hiệu là thương hiệu gì đây? Ship Shop, xin lỗi các bạn. Một cái đơn vị họ làm về shipping, vận chuyển các cái sản phẩm. Ở đây cái sản phẩm này có điều đặc biệt là nó phần dưới này nó là sơn. Đây, phần dưới phần trên này là sơn và cũng song song với nó là các cái đề can. Ngay bây giờ mình mà cùng với các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này có một vài cái option hơi khác một chút và nó cũng đắt tiền hơn một chút so với những cái sản phẩm trước mình từng làm. Các bạn cùng xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Ben Mỹ Đình. Hôm nay kênh Đông Ben Mỹ Đình ô tô thiện nhân xin trân trọng giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm xe dán đề can, một cái trong những cái thế mạnh nhất, một trong những cái điểm mạnh nhất của Đông Ben Mỹ Đình, đó chính là cái nhận diện thương hiệu. Cái sản phẩm này có một vài cái điểm đặc biệt. Mình làm trên nền một con xe Đông Ben X30 V2 màu trắng, trọng tải là 950 kg. Đây, các bạn nhìn đây là màu trắng nguyên bản của cái xe này, đằng trên này mình sơn đỏ. Đấy, vẫn là một cái chiếc Đông Ben X30 rất quen thuộc, mình đã giới thiệu rất nhiều rồi. Đời 2019. Có các cái ngoại thất rồi là các cái hình vẻ bên ngoài nó giống hệt các chiếc xe khác của mình giới thiệu thôi. Đây chúng ta có logo Đông Ben này. Chúng ta có cụm đèn cụm khe lấy gió giống xe như những chiếc xe BMW này, chúng ta có cụm đèn pha bi xi lông này, đèn sương mù này. Đấy, mọi thứ vẫn rất là quen thuộc. Ở phần hông này thì mời các bạn sang đây, chúng ta có một cái logo của cái trái tim của cái chiếc xe này, là cái khối động cơ 1.5 lít, công suất cực đại là 80 kW, có cái mức tiêu hao nhiên liệu là chỉ từ 6.5 lít cho 100 km. Ở đây chúng ta có đèn, là một cái đèn xi nhan này. Đây mình vẫn sơn nhé các bạn, đây là sơn, chỉ để nguyên ra cái tay lắm này thôi. Tay lắm mạ chrome này vẫn để nguyên, mình không có đổi màu vào đây. Đấy, tất cả đều được sơn. Đến cái phần dưới này là chúng ta sẽ thấy cái đề can. Đây là đề can mình cũng tự tay thiết kế. Logo này của họ cũng là đề can này. Ship Shop ở đây cũng có đề can. Cái tính thương hiệu của họ nó có một chút nó có cái chữ màu đỏ và có một chút cái màu cam này điểm xuyết vào, trông nó rất là đẹp và hài hòa. Ở đây là tên công ty của họ này, số online, website. Chúng ta vẫn có một cái hệ thống lốp rồi hệ thống nhíp giống như chiếc xe X30 khác thôi, vẫn là lốp 175R13, hệ thống nhíp có thụt. Đấy, mọi thứ cũng rất quen thuộc. Ở phần sau này, cho các bạn xem qua phần sau này. Đó, cái phần sau các bạn nhìn là khi mà mình lên sơn ấy thì nhìn nó rất là cân đối. Và đây là cái logo của họ này, cái đề can thôi. Đây nữa, logo của Đông Ben X30 này, rất rõ ràng. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên này. Cái đầu tiên mà chúng ta, một trong những cái option đầu tiên rất là khác biệt của cái sản phẩm này, đó chính là cái tấm chắn điều hòa kín như này. Tấm chắn điều hòa kín này nó sẽ đắt hơn. Cái option này là cái option tùy chọn của khách hàng. Cái tấm điều hòa này làm nó sẽ đắt tiền hơn so với việc là chúng ta dùng cái tấm chắn mà nó hở. Đây, nó rất là chắc. Nhưng mà khi mà làm cái tấm chắn như này thì các bạn sẽ hy sinh được khoảng 3-4 phân so với việc là cái tấm chắn mặc định của nhà sản xuất. Mời các bạn lên cabin, chúng ta cùng xem cái sản phẩm này có gì đặc biệt. Thì cái cabin mình chỉ cabin của cái sản phẩm này thì nó chỉ nổi bật ở cái đầu tiên, nó là cái bộ ghế da này. Đây các bạn nhìn đây, chúng ta có một cái bộ ghế da màu be rất là đắt tiền. Cái này là tùy chọn của khách hàng bỏ tiền chứ bên mình không tặng. Và một cái hệ thống camera lùi, camera hành trình, cái này là cũng tùy chọn của khách hàng thôi. Chúng ta có tất cả những cái thứ rất quen thuộc của chiếc xe X30, một cái hệ thống nội thất từ điều hòa hai chiều, trợ lực lái điện, kính điện, khóa điện, đèn trần, FM radio, mọi thứ cũng rất đầy đủ. Đây. Đấy, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà xe tải van hiện tại có một cái kích thước thùng lớn nhất trong tất cả các xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Nếu bạn cần một cái sản phẩm mà để chở hàng, chở được nhiều hàng thì Đông Ben X30 là một trong những cái sản phẩm các bạn không thể bỏ qua. Nếu bạn quan tâm đến nó hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.